Xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hiện tại Nghi đang đi đến ngọn núi thấy thác nước chảy rất là đẹp luôn. Nên là thấy cảnh rất đẹp quay lại cho quý cô bác anh chị và các bạn xem. Và bây giờ mời mọi người xem nha. Các bạn thấy không? Đây là cái nước chảy là họ tự làm chứ không phải là nước thiệt nha các bạn. Đó. Các bạn thấy đẹp không? Núi thì là núi thật nhưng mà nước á, nước là người ta làm chứ không phải là nước thác chảy nha các bạn. Đây, giấc trưa nắng các cụ ngồi chơi nè. Ôi, các bạn thấy chưa? Người ta hẹn giờ đó các bạn, một ngày là người ta sẽ bơm nước 3 lần. Là mình đi ngay đúng giờ hên thì mới có nước chứ không phải lúc nào cũng có nước chảy nha các bạn. Đó. Đây là cảnh này là trước núi nè. Đó, trưa nắng các cụ mùa đông hay mùa hè các cụ cũng ra đây ngồi chơi quýnh cờ các bạn ơi. Này. Có mấy bàn ghế cho người ta ngồi nè. Nước chảy các bạn thấy đẹp không? Họ chiền nước á, xong rồi họ bơm cho nó chảy xuống. Chứ này không phải là nguồn nước suối thật. Chỉ ở dưới bơm lên là chạy lên chạy xuống vậy đó các bạn, để cho nó mát á. Nhìn y chang như là suối thiệt luôn phải không các bạn? Đó chỉ là mung tưa họ bơm lên thôi. Hồi lúc trước khi mới lại đây á, người tưởng đâu là người ta làm thác nước thiệt, ai ngờ không phải. Bây giờ là chạy họ bơm cho nhầm một tiếng họ tắt xong cỡ chiều họ bơm tiếp giấc tối ha các bạn. Ở trong cái núi này là có đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng rất là đẹp luôn. Mùa đông các cụ cũng ngồi ở đây mà mùa hè các cụ cũng ra đây ngồi. Các cụ đang quýnh cờ đó. Mát quá à. Phong cảnh rất là đẹp không các bạn? Ở dưới hồ đó họ không có nuôi cá nha các bạn. Tại vì họ làm nước chảy á, nên là họ không có nuôi cá. Phải cái hồ đó mà họ nuôi cá nữa rất là đẹp luôn á. Nhưng mà người ta không có nuôi cá. Bây giờ mà leo lên, bây giờ mà mình leo lên trên núi đó các bạn, là người ta tập thể dục trên đó quá trời luôn. Bữa mà Nghi leo lên, Nghi quay phim cho các bạn xem là Nghi mới leo có nửa đoạn núi à. Còn nửa đoạn khúc cuối nữa mà Nghi chưa có leo, Nghi quay đó lại. Tại vì núi này dài lắm. Nếu mà đi hết đoạn núi này chắc đi cả một ngày luôn các bạn ơi. Dài lắm. Sang Hàn Quốc là Nghi phái ngọn núi này nhất.
tại vì nó có đầy đủ phương tiện để cho mình vừa ngắm cảnh vừa tập thể dục nè. Ở trên núi thì lại có sân golf luôn. Nó có hai đường đi nha các bạn. Ở đằng kia có cầu thang đi lên á, chỗ đó là đường đi bộ. Còn mình đi bọc ngang hông núi á, là có một cái đường cho xe hơi chạy lên. Là xe hơi chạy lên là có sân golf ở trên núi trên đó đó. Một cụ đang ngồi nghỉ ngơi. Thôi bye bye các bạn nghe, mình về nha. Bye bye các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ nha. Bye bye.